Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 7 tháng 5 năm 2021 trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh, một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch chiều qua, giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ giảm thêm 25 rupee trên tạ, xuống mức giao dịch là 38.950 rupee trên tạ. Nếu tính theo tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu, 1 rupee là 313,36 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu trên sàn Kochi Ấn Độ tương đương với mức giá là 122.000 đồng 1 kg. Như vậy, trong những phiên vừa qua, giá hồ tiêu trên sàn Kochi Ấn Độ liên tục giảm. Trong bối cảnh nước này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Với thị trường hồ tiêu trong nước, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 4 năm 2021, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 15.304 tấn với kim ngạch là 47,9 triệu USD, đưa tổng số hạt tiêu xuất khẩu trong 3,5 tháng đầu năm 2021 lên 76.296 tấn. Kim ngạch đạt 227,94 triệu USD, giảm 21,98% về lượng nhưng tăng 7,32% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.130 USD trên tấn, tăng 6,07% so với giá xuất khẩu bình quân tháng 3 năm 2021. Tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu tháng 4 của Việt Nam tối thiểu đạt 34.000 tấn và 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu khoảng 95.000 tấn, giảm hơn 21 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, cước phí vận chuyển theo đường biển vẫn ở mức rất cao và tình trạng thiếu container rỗng, đặc biệt là ở Mỹ và Canada, tiếp tục ảnh hưởng tới giá tiêu trên thị trường. Về giá hồ tiêu trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng trên 1 kg tại hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai. Mức giá hồ tiêu được thu mua ngày hôm nay từ 64.000 đến 69.000 đồng 1 kg. Trong đó tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức là 67.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu được thu mua với mức là 64.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đã giảm đi 1.000 đồng và được thu mua với mức giá là 64.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua ngày hôm nay là 69.000 đồng 1 kg và ở tỉnh Bình Phước, mức giá là 68.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, mặc dù là quốc gia chiếm tới gần 60% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu toàn cầu, song hàng năm, Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng hạt tiêu nhất định. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong quý 1 năm 2021, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã phải nhập khẩu 8.143 tấn hạt tiêu từ một số thị trường, trong đó có 5.731 tấn hạt tiêu đen và 2.412 tấn hạt tiêu trắng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là lượng hồ tiêu tạm nhập tái xuất của các đơn vị xuất khẩu. So với sản lượng hàng năm thì số lượng nhập khẩu không đủ để chi phối thị trường. Do vậy, ở một vài thời điểm, lượng tiêu nhập khẩu cũng giúp cho việc cân đối cung cầu trong nước. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 7 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.